Tiến sĩ cho em hỏi, có cần nạp cốt cho bát hương không, mới bốc không ạ? À? Và nạp cốt cần nạp những gì ạ? À? Em cảm ơn. À, thực ra thì theo tư duy từ ngày xưa khi tôi còn bé cũng vậy thôi. Đến một số ông thầy, thì ông gọi là mời ông về lập cốt bát hương. Thì ông làm cái gì không biết, nhưng mà cốt của bát hương ông phải bắt phải mua thất bảo, thì nó mới linh. Thất bảo gồm cái gì? Gồm có bảy thứ Bảo là tiếng Hán Thất là bảy Bảo là quý hiếm đắt Thì là gồm có vàng, bạc, kim, cương, mã, não, xà, cừ, lưu ni, li, ngọc trai Đấy gọi các vị bảo thất bảo Phải có cái đấy Bát hương nó mới linh Thế thì xu mình phải đi mua Mà hiện nay ở trong các cửa hiệu nó bán ấy, Các bác cứ ra cái chỗ cửa hiệu nó bán bát hương và bán cái đồ thất bảo ấy. Ở cho tôi mua cái mới thất bảo thì nó, nó có tí vàng có tí bạc bảy thứ nó có tí nhưng mà to, toàn đồ giả mà nhưng cũng mang về xong là gói vào đây là thất bảo trong đưa cho ông thầy hoặc là không mua được thì bảo ông thầy ông bảo thế đây tôi có đây để tôi mua hộ, hộ rồi lại đưa tiền cho ông thầy xong coi cái đấy là thất bảo là cốt bát hương cho vào nó mới linh thì theo tôi nghĩ cái đấy nó cũng không phải bản chất của tâm linh nó không phụ thuộc vào bảy cái thứ đó nếu như vàng bạc kim cương mà linh thì cái hiệu vàng bạc Kinh doanh vàng bạc kim cương nó linh chán Nó có cả một nhà của nó toàn vàng bạc kim cương thì sao nhỉ Cho nên cái đấy nó không tượng trưng cho cái linh hay không linh Mà người ta gắn cái bảy thứ ấy vào Nó đắt, nó hiếm Nó linh Thậm chí hôm vừa rồi tôi Tôi cũng đi dự với cái chỗ mà Đúc chuông chùa ấy Thì cứ phải Bỏ vàng vào khi đang đúc chuông để cho mà bỏ vàng có kể cả mấy ông thầy. Em bỏ vàng vào trong khi người ta đang đang đúc chuông, bỏ vàng vào đấy thì cho chuông nó mới linh. Một là nó linh, hai là nó mới kêu. Thực ra đấy cái đấy là phi khoa học. Bởi vì sao? Chuông nó kêu nhưng nếu như đúc bị rỗng nó không đồng đều hoặc có tạp chất thì chuông nó sẽ không kêu, nó không hay và không vang xa được thì vàng đối với bên ngoài nó quý hơn đồng nhưng đối với kỹ thuật để âm thanh thì một cái chuông bừng đồng nguyên chất thuần túy thì kêu rất là hay nhưng nếu như lẫn tạp chất cho dù tạp chất đó là vàng hay kim cương chứ nữa thì cũng là tạp chất làm cho cái à, cộng hưởng về mặt âm thanh kém đi cho nên chúng ta tư tưởng là bỏ vàng vào chuông là chúng nó kêu cho nên nhiều khi thợ Đức Chuông tôi nói thật cái mẹo này thì tôi nói này thì ông thợ Đức Chuông hơi cay cú đây này. Thường là gì? Là đồng và vàng. Thì cái khối lượng riêng của đồng và vàng hoàn toàn khác nhau. Vàng bao giờ nó cũng nặng hơn. Giống như dầu à, mỡ với dầu bạn bỏ vào nước nó không vào với nhau được đâu. Không vào. Mà nếu nó vẫn thành cục nó không tan được, mà nó thành cục thì nó ở trong nếu như nó không rơi xuống dưới thì ở lưng chừng thì nó thành một cái khuyết khiếm khuyết tại cho chuông chuông đến cái chỗ đấy cái à, cộng hưởng âm thanh đến chỗ đấy bị vướng là rất sẽ cộng hưởng nó kém đi vậy thì nếu như bạn bỏ vàng vào một cái à, đúc chuông đang 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 sôi để bỏ vàng đấy thì nếu như nó không chìm xuống dưới cùng thì nó ở lưng thì chỗ đấy nó trở thành cái khuyết tật trong chuông còn thường ấy là nó nặng vàng nó khối lượng riêng nó nặng thì nó sẽ chìm xuống đáy chìm xuống đáy là cái viền ấy. thì cái người thợ người thợ đúc chuông người ta có mẹo là người ta sẽ lấy ra được những đấy vì nó chìm xuống cái tận cuối cùng mà người ta sẽ lấy ra được những cái vàng ấy ở phía dưới và có những người đúc chuông ấy người ta có lương tâm người ta sẽ lấy người ta lại trao lại cho nhà chùa trao lại cho nhà chùa à, vì sao người ta biết rằng cái việc đàn na thiết chủ người ta cúng dường cái vàng đó à, chứ không phải là để lấy cái anh thợ đúc chuông lấy cái đấy anh ấy bị mắc nghiệp cho nên thường những cái người đúc chuông ấy người ta có kinh nghiệm người ta làm người ta biết rằng cái vàng đấy đổ vào thì vì vàng nó nặng nó sẽ chìm xuống dưới và người ta lấy cái ở phía dưới vì cái, cái đế à cái dưới cùng ấy là người ta cái người thợ đắp chuông người ta biết là ta lấy cái đấy ra được chứ không phải không lấy được đâu xong người ta đậy cúng dâng lại nhà chùa. Bởi vì sao? Là người ta được làm chuông cho chùa, là người ta cũng đã có phước đức rồi. Bây giờ người ta còn lấy cái đấy nữa của những người đàn Na Thiên Chủ người ta cúng khấn, tức là lại nợ, lại nợ, đấy, gọi là nợ của đình của chùa thì cái không hay. Đấy, cho nên là cái đấy tôi nói cho các vị biết là khi chúng ta đi dự cái lễ gọi là đúc chuông ấy. Đừng có dại gì có nhiều người người ta thành tâm người ta đang đang đeo khuyên vàng chuỗi à, như thế này Thì người ta bỏ vào đấy hay đeo cái nhẫn này, hay đeo cái khuyên vàng để mua cái đấy Bỏ vào chỗ đúc ấy Cái đấy thà rằng cái tiền ấy lại đưa cho nhà chùa à, Để đổi quy đổi thành à, tiền để xây dựng còn hơn Đừng bỏ vào chuông ấy Bỏ vào đấy nếu như nó không dơ không chìm được xuống dưới thì nó làm tạp âm cho cái chuông cái chuồng ấy không kêu không hay được không xa được còn nếu như nữa, chìm xuống dưới đấy thợ người ta lấy đi thì nó cũng không khoai cho nên là không nên bỏ nhẫn bỏ hoa tai bỏ dây chuyền vào trong khi đang đúc chuông và nếu chúng ta có lòng cúng dường đảm bảo như vậy thì đưa cái đấy sang để đưa cho các vị chủ trì chùa là tốt nhất vậy thì ở đây à, chúng ta nhân cái việc này tôi nói rằng khi chúng ta lập bát hương cũng vậy là bát hương hoặc là tượng cũng vậy đừng coi chúng ta đừng coi cái vàng bạc kim cương là quý trong tâm linh không phải chúng ta đem cái cốt bát hương chúng ta mua vàng bạc chúng ta bỏ vào đấy có khi bọn khác nó nhìn thấy thế nó bảo nhà ông này yểm thất bảo ở trong đấy lừa lừa bắt đầu có những anh nó vào những cái nhà thờ lớn hoặc nó vào những chùa ấy để nó moi cái 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 cốt bát hương ra để nó lấy những cái đồ mà vàng bạc là chúng ta làm cốt bát hương đấy nhiều anh nhiều nơi cho nên phải giữ bát hương có bát hương quý bằng đồng hoặc là nó vào nó moi để nó tìm cái đồ mà chúng ta đã làm cốt bát hương do vậy thì lợi đâu thì không biết nhưng mà làm cho cái bát hương nó không còn trở thành là cái thanh tịnh nữa nó không còn được với trang nghiêm nữa do vậy theo tôi các bạn làm bát hương là cốt bát hương là thất bảo không phải là bảy cái thứ vàng bạc kim cương ấy đâu mà thất bảo chúng ta phải làm theo tinh thần của kinh pháp hoa Đấy, các bác nào mà đọc kinh pháp hoa rồi thì đức phật giảng kinh xong là có những cái tháp bảy báu hiện lên trong không trung nhiều người không biết tháp bảy báo hiện lên trong không trung nó đứng làm sao nhưng chúng ta nên nhớ rằng trái đất của chúng ta cũng đứng trong không trung chứ đứng ở đâu nếu như chúng ta bay ra ngoài vũ trụ thì cho thấy là trái đất cũng đang lửng lơ trong không trung chứ có cái quái gì có có cái gì mà đứng ở đâu làm gì có cái chỗ nào đứng vậy thì cái tháp bảy bó trong không gian không trung chúng ta vì chúng ta bị dính vào cái gì cũng để trên đất thì mới là vững chãi nhưng nếu chúng ta bay ra vào vũ trụ tôi bay vào trái đất thì trái đất đứng ở đâu đứng ở trong hư không đó Vậy thì cái tháp bảy báu là trong hư không thì trong cái trái đất này này nó có đầy đủ những thứ vàng bạc kim cương mã não xà cừ như ngọc trai nó là đất đó có đầy đủ cái đấy đã rồi yếu tố thứ nhất đất yếu tố thứ hai khi chúng ta lập trên bàn thờ là phải có nước cho nên bàn thờ bao giờ người ta cũng có một cái chai nước hoặc là cái ấm nước hoặc là cái để khay đựng nước nước trong hoặc nước trà chúng ta cúng cũng vậy là nước hai thứ ba là hương là phải đăng đăng là đèn đấy các bác nhé chúng ta có thể dùng đèn hoặc nến hoặc là giờ đèn dầu ờ, hoặc là bây giờ chúng ta dùng một số các loại khác là tượng trưng cho lửa lửa là cho năng lượng đã đành cho trí tuệ thắp ngọn lửa trí tuệ lên thắp năng lượng lên đấy là yếu tố thứ ba yếu tố thứ tư chúng ta không mua mà nó vẫn sẵn có, đó là gió, đó là khí. Vậy thì cái khí đấy muốn trong lành thì trước phải tìm một cái nơi thờ cũng nơi là thanh tịnh, chứ đừng nơi xú uế gần những nơi và khói bụi rồi gần những nơi mùi của vệ sinh nó ra, hay mùi xung quanh môi trường ô nhiễm thì nó cái khí đấy nó không thanh tịnh nữa. Cho nên là cái yếu tố thứ tư là khí gió phải thanh tịnh thanh tịnh thì chúng phải tìm một cái không gian chỗ nào đó thật thanh tịnh à, rồi là à, cái không khí đấy phải thoáng ừ. thì gọi là khí thứ tư đã có sẵn rồi điều thứ năm mà chúng ta cũng không phải mua nhưng chúng ta hiểu khi chúng ta đọc kinh bát nhã sẽ có là tướng không của các pháp tức là không tướng đối với hữu tướng tất cả những cái chúng ta bốn cái kia là hữu tướng thì có tướng là không tướng là tướng không của các pháp là đại lượng thứ năm năm thứ đấy thì đâu cũng có cả anh nào cũng như anh nào thì chưa nói đến cái tính thiêng liêng của một bát hương mà cái thứ sáu chúng ta có phải có ý đại tức là chúng ta phải đặt ý vào cái bát hương đó nếu như chúng ta nhờ người này người khác nhưng người ta không biết đặt ý vào đấy thì nó chả mang mấy ý gì cả Ví dụ như cái điện thoại này Chúng ta phải cài chứ nhỉ? Chúng ta cài mã số rồi cài cái tên tuổi Và trong này nó mới có ý nghĩa chứ Cái điện thoại này mà chúng ta không cài cái gì vào đây thì nó chỉ vô chi vô giác thôi Thì bắt hương cũng vậy Bắt hương thì chúng ta không đặt ý vào đấy thì nó mang cái đấy chả mang cái gì cả Không mang cái ý nghĩa về mặt tâm linh Cho nên tôi phải đặt ý vào cái bát hương Mà khi đặt ý vào bát hương Thì mới sinh ra cái trí tuệ là phải cái thức, nhận thức vào đây chúng ta gọi điện thoại ta bấm số điện thoại này có ông A điện thoại có ông B khi ta bấm và lúc ấy ta phải có thức và cái việc đó rồi vậy thì cái đại lượng thứ sáu là ý và đại lượng thứ bảy là thức bảy cái này chúng ta giác ngộ chúng ta hiểu biết sử dụng nó một cách coi như nhuần nhuyễn và sử dụng nó một cách à, à thành thạo à, và tư duy trong sáng thì nó quý hiếm thì lúc ấy từ bảy cái đại lượng này trở thành thất bảo tức là bảy cái quý hiếm. Lúc ấy đúng như tinh thần theo kinh pháp hoa là một cái tháp bảy báu hiện ra trong không trung. Đấy, là Đức Phật nói cái hình tượng là tháp bảy báu là cái đấy đấy. Là bảy cái loại quý báu. Nó báu ở chỗ này tất cả những cái loại vật chất đấy, nhưng nếu như chúng ta hiểu biết giá trị của nó thì nó quý báu. Giống như chúng ta nói ví dụ nó đơn giản như này cho dễ hiểu, ví dụ như một đứa trẻ con đưa cái 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 hạt kim cương và cái hạt bi ve có khi nó lại nó không hiểu cái giá trị có khi nó thích cái bi ve thì sao nó chưa chắc thì chúng ta phải quý cái, cái 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 kim cương cái hạt kim cương vậy thì khi chúng ta biết được giá trị của nó và sử dụng giác ngộ về nó thì nó quý thì gọi là báu thì bảy đại lượng này trở thành gì thất bảo vậy thì bát hương thất bảo là như thế theo tinh thần kinh pháp hoa là nó gọi hiện ra bảy báu giữa không trung nó là như vậy Vậy thì muốn đinh hay không thì cái đại lượng thứ 6 và thứ 7 là ý và thức phải đặt vào đó. Cho nên khi chúng ta là bắt hương, nếu như chúng ta không tự làm, người khác tự làm cho ta thì sao nhỉ? Thì năm cái đại lượng kia nó không liên quan đến tâm linh mấy. Nhưng đến đại lượng thứ 6 là ý và thức thì cái ông thầy ông nạp cái đấy cái ý vào giống như người mình nhờ cái người khác đạp cho điện điện thoại cho mình, nó cài cái virus vào đây thì sao nhỉ? À, các bác biết ví dụ như nhờ người khác mà cái anh nào nó gian lận hoặc cái tâm nó không tốt Nó cài con virus vào trong điện thoại của chúng ta thì sao Trong thực tế chúng ta thấy rất nhiều khi mà chúng ta nạp cái đấy Xong là cái bọn nó gọi là hacker ấy, Nó vào nó đừng chúng ta nhập cái gì vào thì tự nhiên nó cài một con virus vào trong điện thoại chúng ta Và tự nhiên nó phá tất cả những cái trong này Thì tâm linh cũng vậy khi người ta lập bát hương, người ta cài cái ý và cái thức vào trong cái bát hương đó. Nếu như không đúng theo cái tâm tư của ta, không đúng theo cái chủ trương của ta, cái nguyện vọng của ta, thì hoàn toàn bát hương đấy hầu như bát hương không đúng cái kiểu thờ cúng của mình, không đúng. Cho nên là ở đây chúng tôi soi nhiều trường hợp chứ không mình không phải nói khoác đâu, mà nhiều trường hợp khi gia đình có nhiều vấn đề, thì nó cũng lộn nhộn liên quan đến à, gia đình lộn xộn về sinh hoạt này rồi quan hệ để người thì bị điên người thì bị khùng để quan hệ trong gia đình cũng lùng càn cũng củng thậm chí mắc bệnh nhiều những cái linh kinh thế đến soi thì bảo ai bốc bát hương cho nhà bà đấy bảo ông thầy ông thầy bốc bao giờ ông bốc bát hương lao tét hết vì ông cài cái ý và cái thức ấy không đúng mà thường bà con người ta vẫn vẫn nghi ngờ đấy người ta bảo những cái ông thầy mà tư cách kém là ông cài âm binh nó là như vậy vì cái ý của ông có đặt theo như mình đặt hàng này, cái bát hương này thờ bố tôi ông tôi để thất tổ cử huyền là tôi bát hương này thờ phật bát hương thần linh mình đặt như vậy nhưng người ta có cài đâu à, ví dụ như cái điện thoại này bảo cài cái này nó, mạng Viettel này cái mạng này mạng khác này ông cài cho tôi cái zalo này rồi Viber bờ để ông cài nhưng mà thực ra khi nó cài nó cài con virus vào trong này để nó dò la tình hình của mình thì sao vậy thì nó giống như cái âm binh Vậy thì khi chúng ta hiểu được việc đó Thì chúng ta tìm được cái ông thầy tránh đạo cơ Những người mà quen biết cài điện thoại cho mình thì mình mới tin Đấy, Còn nếu không phải mà cái bọn khác nó cài chưa chắc chúng ta đã phải tin Vậy thì lập bắt hương cũng vậy Chúng ta tự làm thì chúng ta không phản bội mình được Chúng ta không cài cái nhí nhố bắt hương được Mà chúng ta có ý ẩn hoi, chúng ta có nhận thức ẩn hoi Thì tự nhiên bắt hương là bắt hương của nhà mình Đó cho nên là cái việc tự lập bát hương nếu được gặp vào cái việc bậc minh sư hoặc minh sư là cái ông thầy à, minh Triết trong sáng thì ông giúp mình là cái tốt nhờ người khác cài cho mình cũng tốt nhưng nếu như mà không gặp được cái bậc đó thì chúng ta phải học cái cách tự làm mà tự làm cái này có khó gì đâu à, đất là tất cả các bát hương bằng đồng rồi bằng à, sắt rồi bằng à, gốm sứ thậm chí bằng vàng, bằng đá cũng là đất rồi. Đấy, rồi trên bàn thờ của mình nước đã có rồi, lửa có rồi. Đấy, rồi là cái cho chúng ta lấy cái cho à, bằng dơm đốt ra thanh tịnh này được. Còn bỏ vào trong thường là người ta có thể bỏ vào một viết một cái giấy bỏ vào trong lòng là tên bát hương này thờ ai thờ ai viết ở trong nhưng cũng có trường hợp là chảy nhẽt người ta lại đào cái bát hương ra để xem để cúng khấn à mà có khi để giấy ở đấy vào thì bát hương nó hóa thì nó cháy mất cho nên người ta dán ở bên ngoài cũng được này ví dụ bát hương này thở ra tiên người ta dán chữ à, thở ra tiên bát hương này thở phật để thờ thần đình người ta dán bên ngoài để cho ai bất kỳ ai đến thắp hương cũng hiểu rằng à bát hương này tôi đang thờ ông bà tổ tiên bát hương này là thờ phật bát hương là thờ thần linh tức là ta dán cái bên ngoài cũng được còn nếu như chúng ta quen rồi thì chúng ta không dán chúng ta cũng biết người lạ thì chúng ta dán để cho nhắc nhở cái đời con cháu mai sau đó thì làm cái cốt Còn tất cả là quan trọng nhất Làm cốt bát hương là chúng ta phải đặt ý vào đấy Và đặt thức vào đấy Đồng thời chúng ta có làm Nghi thức sái tịnh đấy. Nghi thức sái tịnh là thế này này Tức là tất cả các vật liệu Làm lên bức cái Bát hương đó Có thể lúc đầu nó chưa được thanh tịnh ấy bằng gỗ thì gỗ nó cũng chưa được thanh tịnh đất đai có khi đất thì nó cũng không được thanh tịnh vân vân các vật liệu làm đấy nó không thanh tịnh thì ta làm một cái động tác gọi là sái tịnh có có bài kệ sái tịnh đấy, tức là người ta có lấy một cái cốc nước xong là người ta đọc thần chú xong là người ta lấy bông hoa để ta sái tịnh ta làm thứ là tẩy tẩy sạch những cái ô uh, uế uh, những cái bất tịnh ở trong những cái vật liệu đó người ta làm bài gọi là sái tịnh sau khi tái tịnh rồi thì cái bát hương đó trở thành là thách tịnh. Sau đó người ta mới cài giống như chúng ta nói thế này cho nó dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta muốn cài cái mới về điện thoại này đầu tiên là chúng ta format tất cả những cái gì cũ ở trong này, chúng ta xóa đi hết, xóa sạch để cho cái à, điện thoại này hay cái máy tính của chúng ta là không có một cái file nào cả, Chống rỗng cái máy tính cũng như cái điện thoại này chúng ta xóa hết format đi hết không còn cái gì nữa thì đấy là xái Tịnh à, chúng ta nói theo cái ngôn ngữ của 4.0 xái Tịnh giống như xóa hết những cái phần đang lưu giữ cũ ở trong này Covid covid hay là cái à, à, những cái à, à, nó cài à, những cái à, à, bọn à, à, mà là cái, cái 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 file mã độc cài ở trong cái máy của chúng ta chúng ta xóa hết đấy Thế là à, có cái hiện nay là trong tin học nó gọi là có cái bậc kết đấy để nó làm mà coi như bắt à, cái loại mà à, virus nó diệt hết để gọi là sái tịnh diệt hết những cái loại virus nhiễm ở trong máy tính hoặc điện thoại thì trong tâm linh nó gọi là sái tịnh sau khi sái tịnh rồi thì chúng ta đặt cái ý vào trong ấy đặt cái thức vào trong đấy và bắt hương hoàn toàn là bắt hương linh linh hay không linh tại tâm chúng ta thì tôi nhắc lại các bác nào muốn tự làm thì chúng ta cứ thế các chúng ta làm thôi còn nếu cần các bác gửi địa chỉ đến đây chúng tôi là tới chúng tôi sẽ làm để hướng dẫn có thể là in thành cái quyển kinh à, để tự bốc phát thương hoặc tự an vị pho tượng của mình tại nhà là được à, hoặc là chúng tôi sẽ hướng dẫn trên youtube nhiều vị hiện nay thì à, có thể có người đi ngoại đạo cho nên là người ta có khi hiểu sai về cái thuật ngữ người đàn là, là có thể là là hô đấy hô thần nhập tượng đấy với hôm nay là nghe tin mà hô thần nhập tượng à, là bây giờ chúng tôi à, làm một cái pho tượng Phật chúng tôi hô Phật nhập vào cái pho tượng thì, thì, thì lúc đầu thì tôi thích cái trò này lắm nhưng mà nếu mà cái pho tượng mình thở này mà được hô Phật nhập vào đây thì, thì sướng đình thiền lắm ông Phật ông ngồi đấy thì đình thiền lắm cho nên có người đến chỗ đấy có những pho tượng ông sờ đầu sờ tay sờ chân ông tượng nhắn bóng ấy. nhưng thậm chí còn cài cả đồng tiền lên tay lên chân ông Phật ấy, ông xin lọc nọ kia thì con người ta bắt đầu lại lúc đầu thì không tin nhưng mà từ đến chỗ không tin đến chỗ tin thì tin mù quáng tức là đấy là hình tướng thôi chứ còn ai mà hô thần nhập tượng bắt ông Ph phật nhập vào trong cái tượng ấy thì tỏ tài quá ai trên đời này Nệ hô được phật nhập vào cái pho tượng đấy vậy ta sẽ giỏi hơn thì ta mới bắt ông phật nhập vào đấy được chứ đúng không ạ tức là bây giờ ông phật nhập vào đây ông bảo vâng hạ thế và ông mình bảo ông ngồi đấy ông ngồi mãi thì cho nó mỏi lưng mà ông mỏi lưng quá mai ông đi làm cho tôi nào đào cho tôi ông gánh cho tôi mấy cái uh, uh, tạ xi măng vào đây cũng được không nếu như ta sai được ông ngồi như vào đấy thì ta phải sai làm việc khác được chứ. Mà Phật là cái bậc giác ngộ làm sao lại nghe ai sai khiến được nữa nhỉ? Cho nên gọi là hô thần nhập tượng làm cách nói cho nó linh thiêng để cho mọi người cảm giác háo hức. Đấy. chứ còn thực ra mà nói người ta gọi là để an vị tượng. Tức là an vị tượng là ta để cái pho tượng đấy an vị vào trong vị trí đó cố định chứ không phải làm lễ hô thần nhập tượng nói hô thần nhập tượng là chúng ta đã coi như là phật có thể điều khiển được tôi bảo ông vào tôi bảo ông ra <laughs> đúng không thì nó phật nó là danh từ vừa rồi nó không còn là tính từ nữa tính từ thì không có thể hô được cả cho nên ở đây chúng ta nên lưu ý bát thương cũng vậy không phải hô thần à, ở nhập tượng và hô cái bát hương thờ Phật này nhập Phật nhập vào bát hương là không phải đấy là cái tướng để chúng ta giúp chúng ta trụ tâm khi chúng ta ngồi giao lưu giống như cái điện thoại này chúng ta cài một chương trình trong này rồi để chúng ta dùng cái này chúng ta nạp năng lượng và dùng cái điện thoại này điện thoại tôi đã cài cái mã số của tôi là viettel hay mobile phone vân vân tôi cài đấy thì nếu trong tần số trong không gian này có mạng là tự nhiên liên lạc được vậy thì bát hương của tôi cũng vậy cứ cài cái cái ý và cái thức vào đó nếu như a à, mình đến thắp hương thì trong đó gần như là có mạng ở trong trong cái bát hương đó rồi chúng ta chỉ cần cái tâm giao tiếp là được vậy thì bát hương thiêng hay không thiêng linh hay không linh là do chúng ta làm và trụ cái tâm cho nó đúng thì tự nhiên ai cũng được à, chúng ta cũng tự thắp hương tự làm được bát hương tại nhà còn nếu như chúng ta chưa tin tưởng thì chúng ta cũng có thể đến những cái chùa hoặc những ông thầy nhưng nên nhớ cái này phải chọn ông thầy nào là bậc minh sư mà đức cao vọng trọng ông làm thật ông làm xong ông còn hướng dẫn cho ta thì ok tốt chứ tôi không bảo là chúng ta không cần được thầy đâu không phải nhưng mà phải tìm bằng được những ông thầy đó còn nếu không được những ông thầy dở mà ngoài kia chúng ta mang về nhà thì coi như là lợi bất cập hại đấy mà có khi chúng tôi thực ra mà nói ở đây chúng tôi đã à, À, giúp nhiều gia đình Coi như thức tỉnh Và tự Gia đình họ người ta biết rằng khi Mà lập bắt được không đúng Rồi là thờ là thờ tà ma Quỷ quái thờ minh nó không đúng Với tinh thần thờ của chúng ta đâu Cảm ơn bạn